Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin hôm nay. Rất vui vì có thể đem đến cho quý vị thật nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi phần tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Ông nội tiết lộ món quà con gái Lưu Khải Uy chuẩn bị cho ngày của mẹ, người nhận được không phải là Dương mịch. Sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy tan vỡ hạnh phúc, ông Lưu Đan luôn tỏ ra né tránh, không muốn nhắc đến tên con sâu cũ. Trong số nhiều mỹ nhân hoa ngữ đã lập gia đình và sinh con, Dương Mịch là nhân vật gây tranh cãi nhiều nhất. Kể từ lúc sinh con cho tới khi ly hôn chồng và sống riêng, Dương Mịch luôn nhận vô số gạch đá vì bị cho là người mẹ vô trách nhiệm, không đoái hoài gì đến cô con gái nhỏ tiểu khảo nếp. Trang iPhone chiều ngày 5 tháng 5 đã có bài viết gây xôn xao khi chia sẻ bài phỏng vấn mới nhất của Lưu Đan, bố chồng cũ của Dương Mịch, tại một sự kiện trên truyền hình khi được hỏi về việc sắp tới ngày của mẹ gia đình có tổ chức gì hay không ông lưu đan trả lời có lẽ nhà tôi sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm chuẩn bị bánh gà tô chúc mừng cô cháu gái tiểu gạo nếp chuẩn bị quà là tranh từ vé để tặng bà nội ông lưu đan hoàn toàn né tránh nhắc đến tên của sương Mịch khiến người hâm mộ đặt câu hỏi phải chăng bé tiểu gạo nếp không có quà cho mẹ Mặc dù vậy, bố chồng Dương Mịch lại chia sẻ một câu khá nước đôi khi cho biết hàng năm tiểu gạo nếp sẽ vẽ một vài bức tranh để tặng mọi người. Trang Sohu cho rằng số tranh này sẽ được tặng các bà, các dì và mẹ. Trước đây, nghệ sĩ Lưu Đan luôn là người chủ động trong việc chia sẻ cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, sau khi Lưu Khải Uy và Dương Mịch ly hôn, ông né tránh hoặc từ chối các câu hỏi liên quan đến con dâu cũ. Tại sự kiện lần này, phóng viên cũng nhắc tới việc sau khi tấn công thị trường đại lục, Lưu Khải Uy kiếm được số tiền lớn, mua khá nhiều bất động sản với tổng giá trị lên đến 200 triệu tệ, tương đương hơn 700 tỷ đồng. Tờ On cho hay, khi phóng viên đặt câu hỏi về việc Lưu Khải Uy có muốn ông sớm người yêu hay không, nghệ sĩ Lưu Đan cười và nói, trước đây hai bố con tôi đã bàn về chuyện này tôi chưa bao giờ hỏi về những gì mà con trai đầu tư nhưng tôi rất yêu thích công việc của mình đi quay phim rất vui chính vì vậy tôi không muốn về hưu